Các nơi kêu gọi biểu tình để thắp nến cầu nguyện cho hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình ra tòa vào ngày 30 tháng 10. Tin tổng hợp, kính thưa quý vị. Tòa án Nhân dân Sài Gòn vừa ra thông cáo là vào ngày 30 tháng 10 tới sẽ đưa ra xét xử hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình với tội danh là tuyên truyền chống nhà nước. Nhạc sĩ Việt Khang được nhiều người biết đến qua một số nhạc phẩm thể hiện lòng yêu nước trước những hành động xâm lấn của Trung Cộng ở Hoàng Sa và Trường Sa, là hai bài Anh là ai và Việt Nam tôi đâu. Anh đã từng tham gia các cuộc biểu tình phản đối Trung Cộng vào mùa hè năm 2011. Còn nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình là thành viên của một ca đoàn thuộc giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp do các cha dòng Chúa Cứu Thế phụ trách. Những tác phẩm của Trần Vũ Anh Bình được nhiều bạn trẻ yêu thích. Cả hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình đều bị bắt giam từ tháng 12 năm 2011. Nếu bị tuyên án vì tội tuyên truyền chống nhà nước, hai nhạc sĩ này có thể lãnh án tù từ 10 đến 20 năm. Vụ bắt giữ nhạc sĩ Việt Khang đã làm dấy lên làn sóng phản đối từ cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, với chiến dịch thỉnh nguyện thư đòi trả tự do cho anh và các tù nhân chính trị khác gửi lên chính phủ các nước như Hoa Kỳ, Canada từ đầu năm nay. Tin cho biết là các hội đoàn, đoàn thể và các tổ chức ở khắp mọi nơi đang sửa soạn thực hiện các cuộc biểu tình phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và đòi hỏi trả tự do cho hai nhạc sĩ trẻ này.